Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì chúng ta ở trong một ngày Chủ nhật đối với chúng ta là một Chủ nhật rất đặc biệt. Ngày Chủ nhật lễ ngũ tuần. Chúng ta đã trải qua 50 ngày kể từ khi lễ vượt qua. Chúa Ngài đã chịu hy sinh trong ngày đó để tội lỗi của chúng ta được tha. Chúng ta được Chúa Ngài thanh tẩy để thân thể của chúng ta bây giờ xứng đáng để có thể làm đền thờ nơi Đức Thánh Linh của Chúa ngự. Vì sáng thế ký chương 6 cho chúng ta biết rằng thần của Đức Chúa Trời không thể ở trong loài người được. Vì sau khi tổ phụ sa ngã thì chúng ta thấy rằng loài người cứ sống ở trong tội ác và thần của Đức Chúa Trời không thể ở trong loài người được. Nhưng cảm ơn Chúa những gì Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm và chúng ta kinh nghiệm được sự tha thứ, tội lỗi của chúng ta được Chúa Ngài cất đi. Chúng ta bây giờ được ở trong vị trí, được xưng công bình ở trước mặt Chúa và thân thể của chúng ta bây giờ được làm đền thờ nơi Chúa ngự. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Những gì Chúa Ngài đã thực hiện xong và bây giờ chúng ta có thể được hưởng ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đang ở trong loạt bài về cuộc đời của tiên tri Elise. Chúng ta đã học thế nào Chúa Ngài đã gọi và ông đáp ứng lại với sự kêu gọi của Chúa bằng cách ông bỏ lại phía sau những gì mà đối với ông trong lúc đó là quý, là cuộc đời của ông, để ông có thể theo đuổi sự kêu gọi của Chúa. Chúng ta đã học thế nào Chúa Ngài đã ban phước để ông có thể được Chúa Ngài sử dụng và đáp ứng được nhu cầu của một đội quân mà chúng ta thấy rằng ba nước hiệp lại với nhau để có thể chiến đấu với quân thù. Nhưng họ gặp cái sự trở ngại đó là họ có một cái kế hoạch, nhưng mà họ đi ở trong đồng vắng, ở trong sa mạc, thì sau 7 ngày thì họ hết nước uống, họ đối diện với sự khó khăn rất là lớn. Lúc bây giờ thì họ mới tìm Chúa, và ai là người có thể đứng vào trong vị trí để cầu vấn Đức Giê-hô-va xin sự cứu giúp của Ngài. Và chúng ta thấy Elise đã cảnh tỉnh họ, đó là tại sao không, nhất là vua của Israel lúc bây giờ, vì ông không thờ phượng Đức Chúa Trời, ông không phục vụ Đức Chúa Trời. Tại sao không đi theo, đó là con của vua Rahab đó, thì tại sao không đi gọi đến thần của cha của ông, của mẹ của ông, mà bây giờ thì gặp sự khó khăn, hết nước uống, sắp sửa chết khát thì mới chạy đến gọi đến Đức Giê-hô-va của dân Israel. Thì chúng ta thấy rằng ông đã giúp đỡ và hoàn chỉnh, giúp đỡ cho thấy Đức Chúa Trời sẵn sàng cứu giúp, nhưng chúng ta phải đứng vào ở trong vị trí mà chúng ta thờ phượng Ngài, đặt lòng trung thành nơi Ngài, thì Chúa mới có thể đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Và chúng ta học nhiều cái phước hạnh cặp theo trong chức vụ của tiên tri Elise. Ông đã được Chúa Ngài sử dụng để giúp đỡ cho người nữ Sunem, để bà có thể kinh nghiệm được phước hạnh từ chỗ hiếm muộn trở nên một người đàn bà có con. Và khi đứa con đã lớn lên và nó lâm một cái cơn trọng bệnh và nó chết, thì Chúa cũng đã dùng ông để giúp đỡ cho người đàn bà này được lại con của mình, bởi vì bà dành chỗ cho Chúa và đặt đức tin nơi Ngài. Chúa cũng đã làm việc và tôi tin rằng một cái sứ điệp đã giúp đỡ cho rất là nhiều những người trẻ trong hội thánh. Tôi cũng nghe những lời làm chứng của một số nhóm như chúng ta đã nghe trong nhóm hội thánh đơn giản. Anh em đã tìm lại được cái nét sắc bén của cuộc đời của mình, cái lửa mà mình đã có, đã từng có, và lại cháy ở trong ơn của Chúa và lại hiệu quả ở trong ơn của Ngài. Ở trong bài học chúng ta thấy tiên tri Elise đã giúp cho một tiên tri, học trò của một tiên tri đánh mất cái lửa rìu của mình. Cảm ơn Chúa phép lạ đã xảy ra, người này đã nhận lại được cái lửa rìu của mình. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cũng đã học về sự tiếp trợ siêu nhiên từ nơi Chúa khi người đàn bà quá mất chồng, bây giờ sắp sửa mất hai đứa con của mình vì nợ nần và chủ nợ muốn bắt chúng nó để làm nô lệ, để làm người, làm việc để trả nợ cho gia đình của mình. Thì chúng ta thấy rằng trong sự bế tắc đó, thì Đức Chúa Trời Ngài đã can thiệp vào qua chức vụ của tiên tri Elise để giúp đỡ. Và có một điều mà chúng ta cảm ơn Chúa vô cùng là có những con cái của Chúa đã nắm bắt được điều mà Elise đã hỏi người đàn bà này. Và tôi cầu nguyện rằng hết thảy chúng ta đều sẽ áp dụng lối sống này, thì đời sống của chúng ta sẽ được phước như nhiều người đang được phước của Chúa. Đó là khi chúng ta gặp một người có nhu cầu, thì chúng ta không chỉ an ủi họ bằng lời, nhưng mà chúng ta sẽ có một cái kế hoạch. Đó là chúng ta hỏi họ, tôi có thể giúp bạn điều gì? Dù chúng ta có thể không có tiền, không có cái gì đó họ đang cần, nhưng mà chúng ta có thể làm gạch nối với Đức Chúa Trời toàn năng và nhu cầu của họ qua lời cầu nguyện của chúng ta. Và cảm ơn Chúa, nhiều người trẻ đã áp dụng và họ được phước của Chúa rất là nhiều. Tôi chia sẻ điều này để đánh thức và thách thức lòng của anh chị em. Nếu chúng ta ở trong những ngày qua chúng ta đáp ứng nhu cầu của những người xung quanh của chúng ta bằng những lời nói suông, mà chúng ta không thấy phước được gì, mà họ cũng không được phước của Chúa, tôi thách thức anh chị em là chúng ta
Hãy học theo gương của tiên tri Lise. Tôi có thể giúp gì cho bà? How can I help you? Tôi có thể giúp bạn điều gì? Và khi họ chia sẻ với chúng ta nhu cầu của họ, nếu chúng ta có, hãy giúp đỡ họ ngay lập tức. Nếu chúng ta không có, chúng ta có thể cầu nguyện cho họ. Và Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng có thể tuôn đổ phước hạnh của Ngài trực tiếp hoặc là qua đời sống của chúng ta để giúp đỡ cho họ. Cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ học thế nào để chúng ta có được cái điều mà người ta cần. Khi chúng ta sống với thái độ ban cho, tôi có thể giúp điều cho bạn. Chúng ta nhận biết một điều, đó là chúng ta không có tất cả những gì mà những người xung quanh của chúng ta cần. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài có tất cả. Và Ngài có thể ban phước trên đời sống của chúng ta. Và sáng hôm nay, ở trong Chủ nhật cuối tuần, tôi mời anh chị em, chúng ta cùng trở lại với phần đầu của chức vụ của tiên tri Lise. Một cái giai đoạn chuyển tiếp giữa tiên tri Eli, là người là hình bóng của Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Đấng đã đến và giới thiệu quyền năng của Đức Chúa Trời, kêu gọi người ta ăn năn thờ phượng Đức Chúa Trời vì nước trời đã đến gần. Và Ngài đã thi thố quyền năng của Ngài để giúp đỡ cho loài người. Và Ngài cũng trực diện đối với những người lãnh đạo của Do Thái giáo, những người của đảng Pharisee, Sadducee, những thầy thông giáo, là những người biết lời của Đức Chúa Trời rất giỏi, nhưng họ là những người mâu thuẫn đối với lời của Đức Chúa Trời. Họ bắt bẻ người khác bằng lời của Đức Chúa Trời và gây nhiều cái sự khó khăn cho những người muốn đến với Chúa. Họ không chịu đến với nước của Đức Chúa Trời mà cũng ngăn cản những người khác. Vì bối cảnh của cuộc đời và chức vụ của tiên tri Eli và tiên tri Lise, trong cái giai đoạn mà chúng ta biết rằng ngay sau khi Solomon, phần cuối của cuộc đời của ông, do những người vợ của ông có tới tổng cộng tới 1,000 bà. Và những người đàn bà này đã đem các tà thần từ các xứ mà họ đã xuất thân đến và dạy cho Solomon. Cuối cùng Solomon đã thờ lại hình tượng. Một vị vua khôn ngoan được ơn của Đức Chúa Trời. Và vì việc đó, Đức Chúa Trời Ngài phải xé vương quốc của Israel ra làm hai. 10 chi phái miền Bắc vẫn giữ tên là Israel, 2 chi phái miền Nam là Judah. Và kể từ đó, tất cả hầu hết các vị vua này, họ không thờ phượng Đức Chúa Trời nữa. Họ thờ lại những tà thần. Và cái cao điểm mà chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài đã đưa chức vụ tiên tri Eli vào, đó là vua Ahab cùng với vợ của mình là Jezebel. Chẳng những họ không thờ phượng Đức Chúa Trời, mà họ còn nuôi, có những học giả nói rằng có thể lên đến 900, 450 tiên tri của Ba-anh và 450 tiên tri của Ác-tắc-tê. Thì chúng ta thấy trong cung vua của một nước là tuyển dân của Đức Chúa Trời, thì ông vua này đã nghe theo lời vợ của mình và đã đem vào một cái tà đạo. Họ thờ lại Ba-anh. Và người lãnh đạo khi như vậy thì chúng ta biết rằng cả nước bị chìm vào ở trong một cái chỗ là họ không còn biết đâu là chân thật. Thì tiên tri Eli đã được Chúa Ngài sử dụng để ông bước vào trong hoàn cảnh đó để đem lại một cái lời của Đức Chúa Trời và bày tỏ quyền năng của Chúa để phục hồi lại đất nước của Chúa, dân sự của Chúa. Khi ông thách thức các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào. Nếu Jehovah là Đức Chúa Trời, thờ phượng Ngài. Nếu Ba Anh là Đức Chúa Trời, hãy thờ phượng hắn. Và chúng ta thấy Chúa Ngài đã sử dụng để tiên tri Eli làm rất là nhiều phép lạ. Rồi Chúa Ngài ra lệnh cho ông để ông đi và kêu gọi và giúp đỡ một người để thay thế chức vụ của ông, là tiên tri Elise. Thì chúng ta thấy hai chức vụ này nói lên hình ảnh là bởi quyền năng của Chúa thi thố ra một cách hiển thực qua dấu kỳ phép lạ, làm cho dân chúng cũng như lòng của những người vua trong lúc bấy giờ phải trở lại để nhận biết rằng có một Đức Chúa Trời trên đất nước Israel, và Ngài là đấng có quyền thưởng phạt, và Ngài là đấng có thừa quyền năng để đáp ứng những nhu cầu của họ. Nhưng họ trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời, họ sẽ được phước. Nếu họ không thờ phượng Đức Chúa Trời, họ sẽ gặt lấy những hậu quả hết sức là khó khăn trong đời sống của họ. Anh chị em, chúng ta đang sống những ngày này tại nước Mỹ này, cũng như thế giới của chúng ta, xã hội của chúng ta. Chúng ta thấy những điều mà hết sức là kinh khủng nó xảy ra. Một đất nước được biết là một đất nước thờ phượng Đức Chúa Trời, ngày hôm nay họ đi theo đường lối của quỷ dữ. Chúng ta biết trong những ngày qua, rất là nhiều cái sự chống đối của con dân của Chúa và những người yêu nước Mỹ này. Đối lại một cái cửa tiệm mà chúng ta biết, cửa tiệm này đã mướn một người theo đạo Satan. Và họ thiết kế những cái áo. Và trên những cái áo đó có những cái sứ điệp. Đó là đừng có sợ làm mình, đừng có xấu hổ mình là một cái người tính dục đồng giới. Nhưng mà hãy sợ và thắng được mình là cái người ghét những người tính dục đồng giới. Một cái áo khác để làm Satan là một từ ngữ dễ thương. Là một từ ngữ đáng mến. Và họ trình bán một cái áo tắm cho
cho người đàn ông. Mà nói rằng có một cái túi để người đàn ông đó có thể giấu mình là đàn ông để có thể mặc đồ tắm như một người phụ nữ. Chúng ta sống ở trong cái xã hội mà chúng ta thấy rằng bây giờ thì người ta còn phải đặt những cái câu hỏi. Tôi nghe những cái cuộc điều trần mà những người nghị sĩ cũng như là những người dân biểu phải đặt câu hỏi với những người là bộ trưởng ở tại Mỹ này. Nhất là bộ trưởng đặt cái câu hỏi đó là định nghĩa của một người đàn ông là gì? Và định nghĩa của một người đàn bà là gì? Một câu hỏi là đàn ông có thể có con không? Có thể mang thai không? Vậy mà ngày hôm nay, thế kỷ 21, vẫn có những người đứng lên và nói rằng đàn ông có thể mang thai được. Lời của Chúa đã cho chúng ta biết, khi người ta biết Đức Chúa Trời nhưng mà không nhường sự vinh hiển cho Ngài, thì Đức Chúa Trời Ngài đang ngoảnh mặt đến với những con người đó. Họ sẽ, cái lương tâm của họ bây giờ mù tối và họ bắt đầu thờ lại điểu thú, côn trùng và những vật thọ tạo. Đàn ông ung đúc tình dục với đàn ông, đàn bà ung đúc tình dục với đàn bà mà không biết xấu hổ. Chúng ta đang sống trong những ngày như vậy. Rồi chúng ta thấy, nếu mà Satan, lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết là kẻ ác, là cha của sự nói dối, nó là kẻ cướp giết và hủy diệt. Nhưng hôm nay thì họ lăng xê cho những người trẻ, những con em của chúng ta mua những cái áo thun để mặc, để nói rằng Satan là một cái tên dễ thương, một cái danh xưng đáng mến. Trong khi đó hội thánh của Chúa thì chúng ta có quyền năng của Chúa, nhưng mà chúng ta không nhận để áp dụng cho chính mình. Chúng ta đi đây đi đó trong cuộc sống của mình, sống như những người không biết Chúa. Đó là cái lý do tại sao mà chúng ta ở trong ngày hôm nay chúng ta thấy rằng mình cần phải sắc bén trở lại. Mình cần phải được Chúa Ngài đốt lại ngọn lửa của sự phục hưng trên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cần điều mà tiên tri Elise đã xin thầy của mình. Đó là xin thần của thầy cảm động trên con gấp bội phần. Xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta sẽ nhận được những gì chúng ta cần để chúng ta có thể sống đạo, và chúng ta sẽ tiếp tục công việc mà Chúa Giêsu Ngài đã truyền cho hội thánh của Chúa trong sứ mạng vĩ đại. Chúng ta phải đi và khiến muôn dân trở nên môn đồ của Chúa. Chúng ta phải ra đi giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời, chữa lành cho người đau ốm, giải cứu những người bị ma quỷ ức hiếp. Đó là mệnh lệnh của Chúa, không phải là một lời đề nghị. Chúng ta không có quyền để chúng ta làm hay là không muốn làm. Đó là mệnh lệnh của Chúa. Và chúng ta nhớ lại ơn của những người đi trước. Nếu họ chọn cái thái độ mà một số người trong chúng ta đã chọn trong ngày hôm nay, chúng ta lo những chuyện bao đồng, những chuyện không quan trọng, mà quên đi cái chuyện quan trọng nhất ở trong cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta không có hiệu quả mà chúng ta sống và luôn cả những người thân thương của chúng ta cũng không biết Chúa, bởi vì họ nhìn đời sống của chúng ta, họ thấy không có gì khác biệt đối với những người ở bên ngoài. Hội thánh của Chúa đang cần một sự phục hưng lớn lao trong ơn của Chúa. Đề tài của chúng ta hôm nay là làm thế nào để có bội phần sự sức giàu của Đức Thánh Linh, của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Chúng ta cần nhập cuộc. Vì Chúa Ngài đang làm một điều mới. Hội thánh của Chúa, những nơi đã tỉnh thức, thì Chúa Ngài đang sử dụng một cách rất là lớn lao. Các buổi cầu nguyện tối thứ ba, chúng tôi đã chia sẻ với anh chị em những cái con số, những cái thống kê mà chúng ta thấy ngợi khen Chúa vô cùng. Thì hôm nay chúng ta có 2.5 tỷ người trên thế giới tuyên xưng rằng mình là những người tin Chúa, những cơ đốc nhân. Đạo của Chúa phát triển không ngừng. Và nếu chúng ta xem những nơi đó thì chúng ta biết rằng họ đã đón nhận những gì Chúa Ngài trang bị cho để được hiệu quả như vậy. Và xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta sẽ bước vào ở trong những điều mới Chúa làm. Tháng 10 này chúng ta sẽ có một cái đại hội để đánh dấu 20 năm mà chúng ta đã có cái đại hội phục hưng này. Bao nhiêu cuộc đời đã được giúp đỡ, bao nhiêu cuộc đời đã được Chúa Ngài trang bị. Có những người đã muốn bỏ chức vụ, đã được Chúa Ngài phục hồi trong ơn của Chúa. Chúng ta ngợi khen Chúa. Và tháng 7 này, Hội Thánh của Chúa VBC Houston của chúng ta sẽ kỷ niệm 40 năm ngày Hội Thánh được thành lập. Chúng ta ở trong những ngày mới. Và những điều mà Chúa Ngài toan định làm, mà Chúa Ngài bày tỏ ra cho chúng ta, ý định của Chúa thì rất là lớn lao. Và Chúa muốn tìm thấy những người có một thái độ như tiên tri Elise, xin thần của Chúa đổ trên con gấp bội phần. Chúng ta muốn có tất cả những gì Chúa Ngài dành cho chúng ta. Xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta sẵn sàng. Vì nhiều người không sẵn sàng nhận được chỉ là những cái hình thức ở bên ngoài, trở nên thuộc viên của Hội Thánh nhưng mà không phải là người nhà của Đức Chúa Trời. Cho nên trở nên người của nhà thờ chứ không phải là người của Chúa. Và nan đề đó
cần phải được thay đổi, nhất là tại nước Hoa Kỳ này. Xin Chúa ban phước để ơn của Chúa sẽ tuôn đổ ở trên chúng ta. Hội thánh của Chúa chung tại nước Mỹ này ở trong những ngày qua đã có một cái kỳ kiêng ăn cầu nguyện dẫn đến ngày hôm nay, ngày lễ ngũ tuần. Ao ước Chúa Ngài sẽ thăm viếng một cách tươi mới. Những gì Ngài đã làm tại Asbury, Kentucky, Chúa Ngài sẽ làm ở khắp nơi, trong tất cả các trường học, trường đại học ở tại nước Mỹ này. Chúa Ngài ban phước để hội thánh của Chúa tất cả đều sẽ trở nên hội thánh ngũ tuần. Không phải là hệ phái, nhưng mà là những người kinh nghiệm, quyền năng đã tuôn đổ về những gì đã xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần. Xin Chúa Ngài ban phước và chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được phước hạnh này ở trong ơn của Chúa. Sáng tiết, xin lỗi, công vụ của sứ đồ chương 2 từ câu 1 đến câu số 4 mà sáng nay tôi đã đọc để kêu gọi chúng ta trong thời giờ kêu gọi thờ phượng. Đến ngày lễ ngũ tuần, các môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình có tiếng động từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy những lưỡi như lưỡi lửa xuất hiện tản ra và đậu trên mỗi người trong họ. Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác theo như Đức Thánh Linh cho họ nói. Khi Đức Thánh Linh giáng lâm, hội thánh ở trên phòng cao đã kinh nghiệm những điều rất thật, rất rõ, có thể thấy được, có thể trải nghiệm được. Có tiếng động từ trời như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Rồi họ thấy những cái lưỡi như lưỡi bằng lửa xuất hiện và tản ra đậu trên mỗi người trong họ. Họ kinh nghiệm được báp têm trong Đức Thánh Linh. Hết thảy đều được đầy dạy Đức Thánh Linh. Anh xem, Chúa cũng làm điều đó ở trong ngày hôm nay. Sẽ có những dấu hiệu rõ ràng khi chúng ta học gương của tiên tri Lyse để chúng ta đến với Chúa với sự khao khát. Xin Chúa đổ đầy đời sống của con. Xin Chúa tuôn đổ quyền năng của Ngài trên đời sống của con. Như chiếc áo tơi của tiên tri Eli đã rớt xuống và Lyse đã nhận, và sự chuyển tải từ chức vụ của tiên tri Eli đã đến trên Elise như thế nào để ông có thể làm gấp đôi số phép lạ mà tiên tri Eli đã từng làm trong cuộc đời của ông trên đất này. Đức Chúa Giêsu cũng hứa với chúng ta là hội thánh của Ngài. Nếu chúng ta nhận được điều Cha hứa thì chúng ta, những người tin, sẽ làm công việc Chúa làm mà làm trỗi hơn nữa. Và Đức Chúa Trời đã kiểm soát, đã lắng nghe và đã ban cho tiên tri Elise trong cựu ước và trong hội thánh của Chúa trong ngày lễ ngũ tuần đầu tiên của Tân Ước, hội thánh Tân Ước đã được thành lập, cũng là Đức Chúa Trời của chúng ta ngày hôm nay. Ngày ở đây, mọi người sẵn sàng tuôn đổ trên chúng ta khi chúng ta có lòng khao khát. Cảm ơn Chúa. Vì Chúa Ngài đang tìm những nhân chứng đầy quyền năng. Tại nhân chứng mà chính Ngài sẽ trang bị cho như công vụ chương 1 câu số 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả Judea, Samaria cho đến cùng trái đất. Để họ có thể làm nhân chứng cho Chúa, Chúa trang bị cho họ quyền năng của Ngài. Để Eli và tiên tri Elise, cả hai làm nhân chứng cho Chúa, Ngài là chân thần duy nhất, đáng nhận sự thờ phượng của dân sự của Ngài. Thì Ngài phải đổ quyền năng của Ngài ở trên họ, để họ có thể đóng trời và không cho mưa trong 3 năm. Rồi lời cầu nguyện của họ trở lại, thì của tiên tri Eli trở lại, thì chúng ta thấy rằng mưa đã đổ xuống. Eli bắt đầu và kết thúc chức vụ của ông trong công việc mà chúng ta thấy rằng đã có mưa trở lại. Elise cũng đã kết thúc chức vụ của ông như vậy. Họ đem sự chữa lành của Chúa đến cho những người khiến sống kẻ chết, quá bánh ra nhiều bữa ăn, cũng như là chữa lành những dòng nước, những nồi canh bằng quyền năng của Chúa. Chữa lành cho những người phung cùi. Chức vụ của họ có những dấu kỳ phép lạ của Chúa cặp theo để xác nhận rằng có một Đức Chúa Trời ở trên bầu trời của Israel. Mình xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta cũng sẽ là những nhân chứng được mặc lấy quyền phép từ nơi Chúa, để chúng ta nói rằng có một Đức Chúa Trời trên bầu trời của Houston chúng ta đây, có một Đức Chúa Trời trên bầu trời của đất nước Việt Nam của chúng ta. Và khi nhu cầu đòi hỏi, Ngài sẽ thi thố quyền năng của Ngài qua những khí vụ bằng lòng để cho Chúa đông đầy đời sống của họ. Amen anh chị em. Có một nhu cầu rất lớn ngày hôm nay, người ta cần thấy quyền năng của Chúa thể hiện để nói lên cho thế giới của chúng ta Đức Chúa Trời là đấng đáng được thờ phượng. Danh của Ngài là danh đáng được yêu quý và gọi đến, chứ không phải là danh đáng yêu, đáng quý của Satan mà người ta đang đề xướng. Nhưng nếu chúng ta không bày tỏ và không là một nhân chứng sống đầy quyền năng của Chúa như vậy, thì đám đông người ta sẽ đi và nghe những người đề nghị những điều đó, vì không có một lời làm chứng nào ngược lại, nghịch lại. Nếu Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, hãy thờ phượng Ngài. Nếu ba anh là Đức Chúa Trời, hãy thờ phượng nó.
Thần nào đáp lửa từ trời đó là chân thần. Cuộc chạm trán về quyền năng này vẫn còn với chúng ta trong ngày hôm nay. Vấn đề là khi chúng ta bước lên trong những cuộc chạm trán đó, những cái cuộc thách đấu đó, chúng ta có cái gì? Tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời của Eli, Đức Chúa Trời của Elise cũng là Đức Chúa Trời của chúng ta. Thần của Chúa đã ở trên Eli và đã đổ xuống trong sự sức dầu của Ngài trên Elise như thế nào, Ngài cũng có thể làm cho chúng ta trong ngày hôm nay. Làm thế nào để chúng ta có thể không chỉ nhận được sự sức dầu Đức Thánh Linh trên đời sống của chúng ta mà còn nhận được gấp đôi sự sức dầu đó? Hãy nghĩ đến điều đó anh chị em. Sự diện của Thánh Linh mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta với một lượng quyền năng của Chúa gấp đôi. Và điều này có thể xảy ra. Ngày xưa Chúa đến ở trên một người sức dầu cho họ làm công tác xong, Đức Thánh Linh đi. Ngày hôm nay trong Tân Ước như tôi đã nói trong phần đầu, bởi ơn cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu, Đức Thánh Linh đến và Ngài ở trong chúng ta luôn. Tức là mỗi ngày chúng ta có thể nghe được tiếng phán của Chúa, mỗi ngày chúng ta có thể được Chúa Ngài sử dụng để thi thố quyền năng của Ngài. Vấn đề là Chúa có thể làm việc được qua đời sống của chúng ta hay không? Câu chuyện về Eli và Elise cung cấp cho chúng ta một cái ví dụ thú vị về cách chúng ta có thể nhận được bội phần ở trong quyền năng của Chúa. Mong muốn lớn nhất ở trong lòng của Elise là ông sẽ nhận được gấp đôi sự sức dầu của Eli và ông đã nhận được. Chúng ta có thể hỏi từ những cái bước vâng lời của ông dẫn đến cái sự ban cho kỳ diệu này. Hãy bắt đầu bằng cách chúng ta nhận ra rằng Eli trong cựu ước là hình bóng của Đức Chúa Giêsu. Và Elise là hình bóng của anh chị em và tôi. Cảm ơn Chúa. Tôi nhận thấy rằng mọi điều trong cựu ước mà chúng ta đã học đều là hình bóng, trong khi mọi điều mà chúng ta ngày hôm nay nhận được ở trong Tân Ước là những thực chất của những hình bóng đó. Môi-se, Eli, Elise và những tiên tri còn lại đã bước đi như hình bóng để giúp cho chúng ta thấy điều Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm và cách Ngài muốn chúng ta sống ở trong ngày hôm nay. Thứ nhất, chúng ta cùng đặt cái câu hỏi sự sức dầu của Đức Thánh Linh là gì? Trả lời đó là lòng, là dòng chảy tự do của Đức Thánh Linh vận hành trong đời sống của người tin Chúa mà không bị cản trở bởi bản ngã và đời sống của xác thịt. Tôi muốn lặp lại. Đó là dòng chảy tự do của Đức Thánh Linh vận hành trong đời sống của những người tin Chúa mà không bị cản trở bởi bản ngã và xác thịt. Chúa vẫn y nguyên, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời quyền năng của chúng ta. Đức Thánh Linh là quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời được ban cho chúng ta. Không có trở ngại trong việc Đức Thánh Linh có còn có quyền năng hay không, nhưng mà trở ngại là Ngài có làm việc được xuyên qua đời sống của chúng ta hay không. Đó là vấn đề mà chúng ta cần giải quyết ở trong ơn của Chúa. Sự sức dầu không phải là cảm xúc, tài năng bẩm sinh, nhân cách, kinh nghiệm, hay là khối lượng, hay là kiến thức. Nhưng mà sự sức dầu của Chúa là một sự trang bị từ nơi Đức Chúa Trời cho chúng ta. Đây là khả năng siêu nhiên của Chúa ban cho những người thuộc về Ngài, những người khao khát muốn được Chúa Ngài sử dụng. Có hai từ mô tả sự sức dầu của Chúa ở trong tiếng Anh và tiếng Hy Lạp. Đó, thứ nhất đó là chữ unction, mà được dịch là sự sức dầu. Chữ thứ hai đó là chữ charisma, là ân tứ, là sự ban cho của Chúa. Chữ charisma này được người ta sử dụng để gọi những người bước đi trong ân tứ của Chúa là những người charismatic. Charisma, cả hai, sự sức dầu cũng như là ân tứ được ban cho, trang bị cho chúng ta đều đến từ gốc chữ này, charisma. Từ charisma có ba nghĩa cơ bản. Nghĩa thứ nhất, sự ban cho của Đức Thánh Linh. Một sự ban phú của Đức Thánh Linh cho những người thuộc về Ngài, cho những người khao khát, cho những người nói rằng lạy Chúa, xin đầy dẫy trên mình Ngài trên con. Nghĩa cơ bản thứ hai đó là xoa hay là bôi dầu ở trên một người, như là cái dấu hiệu để một vị vua ở trong cựu ước, trước khi lên ngôi làm vua, thì Chúa sai một thầy tế lễ đến với một lượng dầu đổ trên đầu vị vua để đánh dấu kể từ ngày hôm nay. Thầy tế lễ có thể đổ dầu ở trên đầu của người vua đó, vị vua đó. Nhưng mà thần của Đức Chúa Trời sẽ vận hành trên người đó nếu người đó nhường đời sống của mình cho Chúa để có thể hướng dẫn và cai trị dân sự của Chúa. Được xoa hoặc là được bôi dầu. Hình ảnh này cũng trong việc là chúng ta ở gần với cái người được sự sức dầu đủ để chúng ta có được cái sự sức dầu của họ chạm đến và lây lan qua cho chúng ta.
Thì nghiệp thứ ba đó là trang bị có những gì cần thiết để có thể thực hiện công tác. Tất cả đều là từ ân tứ mà Chúa ngài ban cho, charisma từ nơi Chúa. Câu hỏi là việc sức giàu này có còn quan trọng không? Câu trả lời là rất quan trọng. Chúng ta nghe những người lý trí ở trong giáo hội ngày hôm nay chế nhạo, như là họ khinh bỉ những điều này. Tối ngày cứ sức giàu. Anh chị em chúng ta phải nhận, để rồi chúng ta nói rằng sự sức giàu là sự trang bị của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể sống đời sống như Chúa ngài đã định. Không có gì làm vinh hiển Đức Chúa Trời trong một đời sống không có quyền năng. Nó có thể làm tối danh Chúa. Sự sức giàu rất là cần. Trong Ê-sai chương 10 câu 27 nói rằng trong ngày đó gánh nặng của chúng sẽ cất khỏi vai của ngươi, ách của chúng sẽ cất khỏi cổ của ngươi, ách sẽ bị gãy vì sự béo mập của ngươi. Cái chữ béo mập ở đây ở trong nguyên tác mang cái hình ảnh đó là sự sức giàu. Khi chúng ta được sự sức giàu của Chúa ở mức độ mà chúng ta hợp tác với Đức Chúa Trời ở trong quá trình của sự sức giàu, thì mức độ của sự sức giàu làm cho những ách ở trong đời sống của chúng ta sẽ bị gãy xuống. Khi mà bước đi trong sự sức giàu của Chúa thì những cái tội lỗi, những cái thứ mà nó cầm giữ chúng ta đó, sự sức giàu của Chúa sẽ làm cho những cái ách đó nó sẽ rớt xuống. Chúng ta cũng có thể đem sự sức giàu của Chúa đến với những người đang bị Satan tội lỗi tra những cái ách, như khiến họ như là những con trâu, con bò kéo cài đó, kéo xe đó. Những cái ách đó không còn vừa trên đời sống của họ nữa. Khi chúng ta bởi quyền năng của Chúa, chúng ta đến với chúng ta giảng tin lành quyền năng cho họ, để giải cứu họ. Từ những ông thầy bùa, từ những ông từ ở trong chùa, từ những ni cô, họ được cứu ra. Những con người sống ở trong những cái tệ nạn xã hội của nghiện ngập, được Chúa ngài thay đổi đời sống của họ, khiến cho cái ách của việc ma túy, của ách phiện, của rượu mạnh không còn vừa trên cổ của họ nữa. Bệnh tật không còn ở trên cổ của họ nữa, thằng thắng không còn ở trên đời sống của họ nữa, bất an không còn trong đời sống của họ nữa, nghèo đói không còn trên đời sống của họ nữa, vì sự sức giàu của Chúa đến và bẻ gãy tất cả điều đó. Chúng ta cần sự sức giàu của Chúa vô cùng nhất ngoài ngày hôm nay. Rồi cá nhân của chúng ta, cách mà chúng ta hợp tác với Chúa sẽ làm cho chúng ta tận hưởng quyền năng của Chúa tuôn chảy qua đời sống của chúng ta. Mức độ chúng ta hợp tác với Đức Chúa Trời sẽ giống như mức độ Đức Chúa Trời có thể bày tỏ chính mình ngài qua chúng ta. Đức Chúa Trời đang đi tìm những nhân chứng đầy quyền năng. Đức Chúa Trời đang tìm những con người là nhân chứng cho Chúa. Trong giáo hội ngày hôm nay có nhiều người đi ra làm chứng cho Chúa. Làm chứng và làm nhân chứng cho Chúa khác nhau. Nhân chứng là những người có thể đi ra làm chứng, nhưng một người đi ra làm chứng chưa chắc gì làm một nhân chứng cho Chúa. Bởi vì mình có thể học một cái phương pháp rồi đi ra nói lại như một con vẹt. Nhân chứng là những người tận đời sống của mình chứng kiến những điều mình đã thấy. Như tại đây chúng ta thấy tiên tri Elise đi theo tiên tri Eli và thấy những phép lạ mà tiên tri Eli đã làm. Ông được ảnh hưởng bởi chức vụ của thầy của mình. Câu hỏi là có bao nhiêu người trong số quý bạn chị em muốn trở thành một cơ đốc nhân được sự sức giàu của Chúa? Nếu chúng ta không muốn điều này thì cho tôi nói rằng tôi tội nghiệp cho anh chị em. Bên cuộc đời đi theo Chúa của anh chị em sẽ không có kết quả. Những gì Đức Chúa Trời mong đợi và muốn thấy kết quả trong đời sống của chúng ta sẽ không thấy được ở trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta được Đức Chúa Giê-xu ngày cho chúng ta biết một lẽ thật này: ấy chẳng phải là các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, lập ở tại đây đó. Là Chúa ngày trang bị, ngày đặt để chúng ta và lập chúng ta để chúng ta có thể ra đi. Để kết quả và trái của chúng ta thường đậu luôn. Cảm ơn Chúa. Một câu hỏi khác là trong anh chị em có bao nhiêu người muốn sống đầy dẫy, đầy tràn với Đức Thánh Linh của Chúa? Xin Chúa cho để chúng ta sẽ học theo những điều mà tiên tri Elise đã làm, để đảm bảo những gì đã xảy ra trong cuộc đời của ông, để đảm bảo những điều đã xảy ra cho hội thánh đầu tiên cũng sẽ xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Cái phụ thứ nhì, chương 2, từ câu 1 cho đến câu số 17 ghi lại cho chúng ta, 18 ghi lại cho chúng ta câu chuyện này. Khi Đức Giê-hô-va sắp đem Eli lên trời trong một cơn gió lốc, Eli và Elise rời Gilgal. Eli nói với Elise: hãy ở lại đây vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Bethel. Nhưng Elise thưa: con chỉ Đức Giê-hô-va hàng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề, con không rời khỏi thầy đâu.
và họ đi xuống Bethel. Môn đồ của các tiên tri ở Bethel đến hỏi Elise: anh có biết rằng ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ đem thầy của anh lên khỏi anh chăng? Ông đáp: tôi biết chứ, các anh hãy im lặng. Elise lại nói với Elise: này Elise, hãy ở lại đây, vì Đức Giê-hô-va đã sai ta đi đến Jericho. Elise đáp: con chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống của thầy mà thề, con không rời khỏi thầy đâu. Họ đi đến Jericho. Môn đồ của các tiên tri ở Jericho đến gần Elise và hỏi: anh có biết rằng ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ đem thầy của anh lên khỏi anh chăng? Ông đáp: tôi biết chứ, các anh hãy im lặng. Elise nói, Eli nói với Elise: hãy ở lại đây, vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Giô-đanh. Nhưng Elise thưa: con chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề, con không rời khỏi thầy đâu. Vậy hai người đi, tiếp tục đi. Có 50 người trong số các môn đồ của các nhà tiên tri đi theo, đứng ở đằng xa đối diện người Eli và Elise đang đứng bên bờ sông Giô-đanh. Eli lấy áo choàng của mình cuộn lại và đập xuống nước, nước sông rẽ ra hai bên và hai người đi ngang qua trên đất khô. Khi đã qua sông, Eli và Elise nói với Elise: hãy xin điều con muốn ta làm cho con trước khi ta được đem lên khỏi con. Elise thưa: xin thần của thầy giáng trên con gấp đôi. Eli nói: con xin một điều khó, nhưng nếu con thấy ta lúc được đem lên khỏi con thì sẽ được như thế, nếu không thì không được. Trong khi họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau, kìa, một chiếc xe bằng lửa và các ngựa lửa phân rẽ hai người, rồi Eli lên trời trong một cơn gió lốc. Elise nhìn thấy thì kêu lên: cha của con ơi, xe và ngựa chiến của Israel. Rồi ông không thấy thầy mình nữa, ông nắm áo mình xé ra làm hai mảnh. Elise nhặt lấy chiếc áo choàng từ Eli rơi xuống, ông trở về và đứng bên bờ sông Giô-đanh. Rồi ông lấy chiếc áo choàng từ Eli rơi xuống, đập xuống nước và nói: Jehovah Đức Chúa Trời của Eli ở đâu? Khi Elise đập xuống nước giống như Eli thì nước liền rẽ ra hai bên và ông đi ngang qua. Kể cả môn đồ của các nhà tiên tri ở Jericho thấy Elise từ đằng xa thì nói: thần của Eli ngự trên Elise. Họ đến đón ông, sắp mình xuống trước mặt ông và nói: này, trong số các đệ tớ của ông có 50 người lực lưỡng, xin cho họ đi tìm thầy của ông. Có lẽ thần của Đức Giê-hô-va đem người lên rồi đặt ở trên một ngọn núi hoặc trong một thung lũng nào chăng? Elise đáp: đừng sai họ đi. Nhưng họ cố nài nỉ mãi đến nỗi ông miễn cưỡng nói: hãy sai họ đi đi. Họ liền sai 50 người đi tìm kiếm suốt 3 ngày nhưng chẳng tìm thấy Eli. Khi họ trở về, Elise vẫn ở tại Jericho. Ông nói với họ: chẳng phải là tôi đã bảo các anh đừng đi đó sao? Một khung cảnh rất là ly kỳ mà chúng ta có thể thấy tại đây. Và những cái câu chuyện trao đổi cũng như là những lời nói có nhiều điều để dạy chúng ta. Đây là khung cảnh kết thúc cuộc đời trên trần thế của tiên tri Eli. Chức vụ của Eli đã hoàn tất và đã đến lúc ông phải nói lời tạm biệt vì ông biết rằng Chúa ngày sẽ cất ông đi. Và Chúa cho chúng ta thoáng thấy ngày cuối cùng ở trên trần thế này. Xin Chúa nhờ ban phước để chúng ta cũng sẽ đi đến một cái chỗ ở trong cuộc đời của chúng ta. Đó là chúng ta làm những công việc như tiên tri Eli đã làm. Và khi chúng ta biết cái ngày chúng ta sẽ được Chúa ngày cất đi, chúng ta cũng học theo gương của ông. Chúng ta cần đặt câu hỏi tại đây là Eli trải qua những giờ phút cuối của cuộc đời của ông như thế nào. Eli đi thăm 3 nơi: Ginh Danh, Bethel và Jericho. Tại sao ông đi thăm như điều này? Vì tại đó có 3 cái trường của các tiên tri trẻ đang được huấn luyện. Đây là điều mà xin Chúa ngày ban phước trên chúng ta. Thế hệ của chúng ta rồi sẽ qua đi, nhưng mà thế hệ trẻ, họ có tiếp nối được công việc của chúng ta hay không là do chúng ta để gì lại cho họ. Xin Chúa ngày ban phước trên chúng ta. Đạo thánh của Chúa, những người lớn ở trong hội thánh, chúng ta phải có thái độ là chúng ta chuẩn bị cái thế hệ kế thừa để họ có thể tiếp nối công việc của Chúa. Đừng có chỉ và nói rằng tôi đi nhà thờ là chỉ lo cho mình thôi. Suốt tuần tôi đã đi làm việc rồi, đến nhà thờ tôi muốn chỉ ngồi để nghe giảng thôi. Anh chị em yêu dấu của tôi, cách chúng ta thờ phượng, cách chúng ta ngợi khen, cách chúng ta phục vụ và cách chúng ta huấn luyện thế hệ kế thừa. Nếu chúng ta muốn một thế hệ kế thừa là những người đến nhà thờ cũng để ngồi để nghe, để hưởng thôi, thì khi chúng ta ra đi, họ sẽ là những người cũng giống hệt như chúng ta. Hội thánh của Chúa sẽ ở trong tình trạng không có người nối tiếp. Tiên tri Eli tại đây, ông biết rằng ngày của ông sắp hết ở trên đất này, Chúa sẽ tiếp rước ông. Và bởi vì ông đã đào tạo những người trẻ tuổi cho chức vụ ở những địa điểm, thì ông đến trường học ở tại Ginh Ganh, rồi ông đến trường học ở tại Bethel, ông đến trường học ở Jericho. Cả 3 trường đều có những học sinh chuẩn bị để làm tiên tri. Họ là học trò của các tiên tri.
như là trường cao đẳng Kinh Thánh ngày hôm nay, và là các cơ sở học viện để đào tạo những người trẻ tuổi. Thì chúng ta thấy họ có một cái kế hoạch, tiên tri Eli có một cái kế hoạch. Nhưng mà chúng ta cũng nhìn thấy một cái điều mà chúng ta cần học ở đây. Đó là các học trò của các tiên tri này, họ biết là trong ngày đó tiên tri Eli sẽ được cất đi. Họ có những tin tức đó, nhưng mà họ bất động không làm gì với tin tức đó. Chỉ có trêu chọc tiên tri Elise mà thôi. Họ muốn Elise cũng giống như họ, nghe lời của Chúa, nghe sứ điệp từ nơi Chúa, rồi xong mình cất lên mình để đó. Nghe quen không chứ? Anh có biết là thầy của anh sẽ được cất lên khỏi anh trong ngày hôm nay không? Và lẻo đẻo đi theo thầy làm cái gì, ngồi xuống với chúng tôi đi. Tiên tri Elise trả lời, chúng ta thấy rất là rõ ràng. Tôi biết, nhưng mà mấy anh im đi. Vì ông không muốn những cái lời ra tiếng vào khiến cho ông bỏ mất cái cơ hội là ông nhận được điều ông ao ước. Ông nhận được sự sức giàu mà thầy của ông đã có. Một cái quyết liệt nữa mà chúng ta thấy đó là 50 tiên tri. Họ đứng bên này của sông Giô-đan chứng kiến cái phép lạ cuối trước khi tiên tri Ly được cất về trời. Đó là ông cởi cái áo tròn của ông ra, ông đập xuống nước, sông Giô-đan nước rẽ ra và đi qua. Những người này vẫn đứng từ xa để quan sát. Họ gần, họ thấy cái khung cảnh đó. Và có thể lắm khi xe và ngựa lửa đến rước tiên tri Eli đi đó, họ cũng thấy điều đó. Nhưng mà họ không nhận được điều mà Elise đã nhận. Có chừng chúng ta cũng thấy khung cảnh Chúa ngày tuôn đổ quyền năng của Ngài ở trên hội thánh, ở trên đại hội. Chúng ta cũng đứng đó nhưng mà không có dính cái gì với mình hết. Tôi đề nghị anh chị em chúng ta hãy học theo gương của Elise. Cái kiên trì, cái tập trung của ông đó, nó dạy cho chúng ta những bài học rất là quan trọng. Chúng ta phải ở gần cái chỗ mà Chúa ngài hành động đó, thì chúng ta mới có thể nhận được những điều chúng ta mong muốn. Đứng xa quan sát trong cái thái độ của những người đi xem hát, những người đi xem lễ. Như giáo hội Công giáo La Mã ngày hôm nay thì chúng ta thấy người ta không còn đi thờ phượng nữa, nhưng ta gọi cái công việc của họ ở trong ngày Chủ nhật đó là đi xem lễ. Đâu là ý niệm của chúng ta về nhà cha để chúng ta thờ phượng ngài. Không, chúng tôi đi xem lễ. Rồi linh mục làm lễ ở trên, rồi những người trong ca đoàn hát. Còn họ là chỉ đi xem lễ. Đi rồi về. Rồi tuần sau trở lại đi xem tiếp. Xin Chúa cho chúng ta là những người đã thấy, đã biết về công việc của Chúa. Chúng ta sẽ đi đến một cái thái độ. Tôi không muốn kể lại cho người khác những công việc mà Chúa làm, vì tôi nghe người ta làm chứng. Mình xin Chúa cho giống như cô Hiếu Rose buổi sáng hôm nay, nhiều người mẹ trong hội thánh của Chúa. Chúng ta là những người nhận được sự sức giàu của Chúa đủ để chúng ta có thể nghe tiếng phán của Chúa. Chúa có thể báo cho chúng ta biết rằng con của chúng ta đang gặp nguy khốn. Khi chúng ta nhận cái tin tức đó, chúng ta làm gì? Có những người không quen nghe tiếng phán của Chúa, nói rằng sao bữa nay lại có cái ý tưởng này, chắc là có cái điềm báo là con của mình sắp nguy hiểm. Rồi ngồi đó sợ, ôi chết rồi, không biết con của mình sao, con mình là sao. Tại vì như vậy, lắng nghe tiếng phán của Chúa và hành động dựa trên sự hướng dẫn của Ngài. Muốn được như vậy, chúng ta phải có sự sức giàu của Chúa. Chúng ta phải nghe được tiếng phán của Chúa ở trong đời sống của mình. Và chúng ta phải biết cái chức vụ của sự cầu thai cho gia đình của mình như thế nào. Chúng ta phải là những con người cầu nguyện thì chúng ta mới có thể cầu nguyện cho con cái của mình, gia đình của mình trong những giây phút khó khăn đó. Thứ bảy tuần trước, chúng tôi cũng có một cái cảm nhận tương tự như vậy. Khi các con ăn tối với vợ chồng chúng tôi rồi thì chúng nó chia tay và ra về. Hẹn gặp ngày mai ở nhà thờ để chúng ta cùng nhau học về Chúa. Thiên linh tôi cảm nhận một cái điều rằng có một điều nguy hiểm sẽ xảy ra. Khi chia tay với các con và gia đình của Michael và Kimmy đi cuối cùng, tôi lập tức đi vào trong phòng làm việc. Tôi tha thiết cầu nguyện, tôi hỏi Chúa Thánh Linh ơi, con phải cầu nguyện điều gì? Chúa bảo hãy cầu nguyện Chúa gìn giữ bảo vệ, Chúa gìn giữ bảo vệ để tất cả các con về đến nhà được mọi sự bình an. Các gia đình khác ở gần để biết rằng chỉ có trong nháy mắt là họ đã về tới nơi, chỉ có Michael và Kimmy thì ở bên Green Tea thì phải đi ít nhất là 30 phút mới về tới bên đó. Tôi chiến đấu trong sự cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Đến một lúc tôi nghe được sự bình an rằng mọi việc ổn. Ngày hôm sau được báo tin là trên đường đi về hôm đó Kimmy lái xe,
Michael ngồi ở phía sau để ru cho con của mình Autumn ngủ. Thế lần Kimmy la lên, oh no! Có một bà lái xe, bà leo từ bên phía bên kia đường, cắt qua hai lane, chạy xuyên qua phía bên này, tông vào một chiếc xe ngay phía trước xe của Michael với Kimmy. Tông vào một cái xe của bà văng ra, bà lao xuống, trở lại bên phía của mình, nhưng mà bây giờ thì nó xuống cái mương. Bánh xe chổng lên trời, bà vẫn còn đạp ga cho nên bánh xe nó cứ quay o o o. Michael nhảy ra xe, chạy đến và kêu bà phải tắt máy. Thì bà như là một người không có hồn. Thì cuối cùng phải mở cửa xe của bà ra, vối tay vào để tắt máy. Thì bao nhiêu lon bia đã uống rồi đó, nó đổ ra. Bà sai không còn biết gì nữa. Trong tích tắc, nếu đi sớm hơn một chút xíu, thì chiếc xe của Michael và Kimmy có thể ngay ở cái chỗ của bà, vượt các cái lane bên kia, chạy qua và tông vào trong chiếc xe này. Cảm ơn Chúa Đức Chúa Trời nhận quyền pháp lý nơi sự cầu thai của chúng tôi mà có cái sự bảo vệ trên đời sống của gia đình của Michael. Và nhiều lần khác anh chị em, những điều mà Chúa ngày hướng dẫn và chúng tôi nhạy bén đủ, lắng nghe đủ để có thể hành động. Chứ không đuổi những ý tưởng đó, là cái chuyện này thôi, quên nó đi, đi ngủ cái đã. Chúng ta không biết, chúng ta không ngờ chuyện gì có thể xảy ra. Cầu thai, lắng nghe tiếng phán của Chúa và phải tha thiết để chúng ta áp dụng vào trong đời sống của mình. Eli đi thăm các trường, ông có đi một mình không anh chị em? Không. Eli đi với người học trò của mình. Và khi Eli nghe thầy của mình thử ông, con hãy ở lại đây. Ta đi lên Bethel trong câu 2, rồi trong câu 4, hãy ở lại đây, ta đi lên Jericho. Trong câu 6, hãy ở lại đây, ta đi lên Jordan. Elise phản ứng như thế nào? Elise trả lời, con không rời khỏi đây đâu. Thì ông biết, thầy của ông sắp sửa được cất lên. Ông phải nhận được cái chiếc áo choàng này. Cái chiếc áo mà tiên tri Eli đã cởi ra và ném lên vai của ông trong lúc ông đang cài ruộng lên, cho em còn nhớ không? Là chiếc áo biểu tượng cho sự sức dầu của Đức Chúa Trời trên đời sống của tiên tri Eli. Mắt của ông chăm chú và ông có cái khải tượng, ông sẽ nhận được cái sự sức dầu này, cái chiếc áo choàng này của thầy của mình. Cho nên ông nói rằng, con không rời khỏi thầy đâu. Tôi tin là Đức Chúa Trời ngài cũng sẽ thử để xem chúng ta có tha thiết hay là không. Nếu những ai khao khát lắm nhưng mà chưa kinh nghiệm được, hãy tiếp tục bám theo Chúa. Bởi vì sự sức dầu của Chúa rất quý, ngài không ném cho chúng ta như là chúng ta ném ngọc vào trong con heo, mà ngài chỉ ban cho những người trân quý, những người biết cái giá trị của sự sức dầu. Vì sự sức dầu là sự hiện diện quyền năng và sự tiếp trợ quyền năng, trang bị quyền năng của Đức Thánh Linh của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta chê, Chúa ngài xong đổ. Nếu chúng ta không tha thiết, Chúa ngài sẽ không ban cho. Elise cho chúng ta thấy một cái tấm gương hết sức là quan trọng tại đây, để chúng ta cũng được nhắc nhở nữa. Ông bám theo thầy của ông vì ông đã thấy những gì đã xảy ra một cách siêu nhiên trong chức vụ của thầy của mình. Và ông đã có một cái khải tượng, đó là ông sẽ tiếp nối công việc của thầy của mình. Cho nên không bỏ thầy của mình được. Phải bám sát cho đến chừng mình có được điều mình mong ước. Và chúng ta biết rằng tiên tri Eli, việc ông được cất lên phải diễn ra tại quê hương của ông. Thisbe thuộc về Galaad ở phía đông của sông Giô-đanh. Ở trong câu 7, chúng ta thấy 50 tiên tri cùng quan sát Eli và Elise. Trong câu số 8, Eli lấy áo choàng của mình đập xuống nước sông Giô-đanh và Đức Chúa Trời đã rẽ nước ra. Và trong câu số 9, chúng ta thấy hành động tuyệt vời cuối cùng của tiên tri Eli. Eli nói gì? Hãy xin điều con muốn ta làm cho con trước khi ta được đem lên khỏi con. Cảm ơn Chúa. Cuối cùng thì tiên tri Eli nói rằng đây là đứa học trò mình ăn ý nhất. Tất cả học trò của các tiên tri kia, của các trường kia, họ biết cái information, họ biết được cái tin tức, đó là hôm nay Đức Chúa Trời sẽ cất ông đi. Nhưng mà không có người nào làm cái gì với những điều họ đã nghe. Chỉ có đứa học trò này bám sát theo thầy của mình, vẫn tiếp tục sát cánh với thầy của mình cho đến chừng tiên tri Eli xoay qua và hỏi, con muốn ta làm gì cho con? Cả
cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời đã tiết lộ bí mật về sự sức giàu của Đức Thánh Linh trên đời sống của chúng ta, của anh chị em và tôi, để chúng ta có thể học được ở tại đây. Chúng ta nhớ trong sách Các Phụ Sứ Nhất chương 17 cho đến Các Phụ Sứ Nhì chương 1, chúng ta đọc thấy tiên tri Ly là người đã hầu vì Chúa trong quyền năng siêu nhiên của Chúa. Ít có người được như ông. Elisa là học trò trẻ hơn, đã theo dõi, quan sát một cách kỹ lưỡng. Trong bản Kinh Thánh tiếng Anh dùng cái hình ảnh đó là tiếng Việt của chúng ta nói rằng tiên tri Elisa phục vụ tiên tri Eli. Nhưng mà trong bản tiếng Anh thì nói rằng ông rửa tay cho tiên tri Eli. Thần của một người đầy tớ, một người phục vụ. Đây cũng là gương của chúng ta. Chúng ta nhớ người đàn bà Sunem. Khi dành chỗ cho Đức Chúa Trời ở trong đời sống của bà, khi bà xây một cái căn phòng để tiếp đón tôi tới của Chúa, thì bà đã mời sự hiện diện của Chúa đến gần với gia đình của bà vì Chúa ở cùng tôi tới của Ngài. Cho nên khi bà có nhu cầu thì bà có thể đến với tôi tới của Chúa vì bà biết rằng ông là người gần Chúa nhất ở trong cuộc đời của bà. Học trò của tiên tri cũng không được, cũng đi gặp cho được tiên tri của Chúa. Tiên tri Lise ở trong cái vị trí là học trò của một vị tiên tri vĩ đại của Chúa. Ông thấy rất là nhiều điều. Ông thấy phép lạ, ông thấy đủ mọi thứ. Và tôi tin rằng ông đã mô phỏng cái cuộc đời của mình dựa trên chức vụ của thầy của mình. Thầy làm được, mà thầy huấn luyện thì tôi sẽ làm được điều của thầy làm. Nhưng có điều đặc biệt ở tại đây, đó là ông táo bạo trong việc ước muốn được gấp đôi những gì tiên tri Eli có. Chúng ta có thể nói đúng là trẻ kiêu ngạo, sắc sược. Nói với thầy của mình là tôi muốn hơn thầy. Không anh chị em. Người Việt của chúng ta cũng có câu là cái đợt sống sau nó đè đợt sống trước. Thế hệ sau mà tốt hơn hay là đầy quyền năng của Chúa hơn thế hệ trước đó, đó là điều đáng khen. Cho nên lòng của Eli ông nói, mày kiêu ngạo, làm xúc phạm tao rồi. Ta bước đi trong quyền năng của Chúa như vậy mà ngươi còn xin gấp đôi. Không. Và Đức Chúa Trời Ngài cũng không chê trách tiên tri Elise bởi vì Ngài đã làm cho ông điều đó. Ghi nhận chúng ta thấy Eli làm 8 phép lạ, tiên tri Elise làm 16 phép lạ. Và Đức Chúa Trời đã ban cho ông điều lòng của ông ao ước. Điều thứ hai chúng ta cần suy nghĩ ngày hôm nay đó là bí quyết để sống như một người được sự sức giàu lớn lao của Đức Chúa Trời là gì? Bí mật được tiết lộ ra trong 3 từ ngữ mà tôi khuyến khích anh chị em chúng ta đeo đuổi. Thứ nhất, đó là khao khát. Elise, người nông dân, đã từng kéo cài, đáp lại lời đề nghị của Eli như thế nào? Ngươi muốn gì trước khi ta được cất lên khỏi ngươi? Elise đã bày tỏ mong muốn của mình trong câu số 9. Elise thưa, xin thần của thầy giáng trên con gấp đôi. Elise cầu xin điều gì anh chị em? Tôi tin là ông không xin một con đường dễ đi. Chức vụ của tiên tri Eli, hầu vị Chúa, cũng có những lúc bị vua sai lính để đi tìm bắt. Cũng đã đối diện với cái lời hăm dọa của Jezebel, ngày mai, đấy trong giờ này, ta gặp Eli thì ta sẽ lấy mạng của người. Không biết. Không phải là một con đường dễ đi. Nhưng ông xin điều đó. Ông cũng không xin là ông có nhiều những cái vật chất ở trên đời này. Elise không đòi hỏi những điều có tính cách ích kỷ, thay vì vậy, Elise cầu xin một điều sẽ giúp cho ông làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ không phải ý muốn của chính ông. Ông biết ông đã được Chúa Ngài kêu gọi. Tôi biết là trong 10 năm ông phục vụ tiên tri Eli, có bao giờ Eli đã nói rằng Đức Chúa Trời đã sai ta đi để sức giàu cho ngươi thì ngươi sẽ thay thế chức vụ của ta hay không? Có thể tiên tri Eli không bao giờ nói điều đó với ông, nhưng ông cảm nhận điều đó. Bởi vì khi một người đi ngang mà ném áo của mình ở trên một người khác, là ý nghĩa của sự kêu gọi trước đây mà ông đã biết ở trong văn hóa của họ trong thời đó. Cảm ơn Chúa. Cho tôi chia sẻ với anh chị em một ý niệm này mà xin Chúa cho để tất cả chúng ta đều đeo đuổi, đó là mong muốn của Elise là được làm nguồn phước chứ không phải chỉ được Chúa ban phước. Hãy có thái độ đó rồi Đức Chúa Trời Ngài sẽ đông đầy đời sống của anh chị em luôn luôn. Anh chị em muốn làm nguồn phước và tài chánh cho người khác, Đức Chúa Trời sẽ đông vào trong cái túi tiền của anh chị em. Nhưng anh chị em ao ước là tôi làm được nhiều tiền để tôi sẽ sống một cách xa hoa, thì anh chị em coi chừng.
Mình có được nhiều tiền chưa chắc gì đến từ Chúa. Có chừng ma quỷ nó cho đó. Nếu chúng ta hết lòng sống một cách rời rộng, con muốn làm nguồn phước, xin Chúa ngài đông đầy đời sống của con. Con muốn sống một cuộc sống mà tuần rồi tôi nhắc với anh chị em. Thực hiện đi anh chị em ơi. Đây là một cái chìa khóa để giúp cho đời sống của chúng ta phong phú kinh nghiệm được quyền năng của Chúa. Khi chúng ta gặp một người có nhu cầu, chúng ta đặt cái câu hỏi với họ rằng tôi có thể giúp bạn điều gì. Đừng sợ là nói tôi cần tiền, tôi cần một cái bữa ăn, tôi cần quần áo, tôi cần mền, tôi ngủ hay là cái gì đó mà mình không có. Anh chị em, chúng ta có một Đức Chúa Trời giàu có vô cùng, và ngài sẵn sàng để sử dụng những cái ống dẫn bằng lòng để Chúa ngài sử dụng. Hãy chọn lối sống làm nguồn phước để Đức Chúa Trời có thể ban phước trên đời sống của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta chọn cái cuộc sống của chúng ta là tối ngày cứ đi xin xỏ Chúa để được phước, thì chúng ta đánh mất cơ hội để làm nguồn phước cho muôn người. Tôi đã nói nhiều lần và tôi muốn nhắc lại với anh chị em, một trong những cái câu chúc phước mà tôi luôn làm trên con cái của tôi và mọi người, đó là xin Chúa ban phước ở trên anh, trên chị, trên con, được phước của Chúa và khiến cho anh chị hay là con làm nguồn phước cho muôn người. Đó là lối sống của nước của Đức Chúa Trời. Chúng ta hiểu cái chữ phước đó là những gì Chúa ngài đổ xuống ở trên một cuộc đời, và cuộc đời đó sẵn sàng cho ra mới là phước. Biển hồ Galilee sống động đầy cá trong đó vì nó có nhận vào và nó cho ra. Biển chết là nó cứ nhận mà nó không cho ra. Chúng ta nghe cái ý niệm này nhiều rồi. Xin Chúa ngài cho thì chúng ta sẽ có thái độ. Và tôi có thể chỉ ra cho anh chị em, chứng minh ra cho anh chị em, ngay ở giữa chúng ta tại đây có những con người chọn sống thái độ đó, Đức Chúa Trời đã ban phước ở trên họ một cách lạ lùng. Trong một thời gian ngắn, Elise tại đây xin được làm nguồn phước. Xin thần của thầy cảm động trên con gấp bội, vì con muốn tiếp tục công việc của thầy mà làm lớn hơn nữa vì nhu cầu rất là lớn. Chúng ta suy nghĩ điều này một chút. Elise ngồi dưới chân của Eli. Ông đã chứng kiến ý nghĩa của việc trở thành tôi tớ của Đức Chúa Trời. Elise có một cái vinh dự để bây giờ có một cái lời ước nguyện của mình để Chúa của Eli ban cho ông bất cứ điều gì ông yêu cầu. Và ước muốn của ông nó nói lên, nó đã nằm ở trong tấm lòng của Elise lâu rồi. Elise muốn thần của thầy giáng trên con gấp đôi. Cảm ơn Chúa. Trong 10 năm Elise chưa bao giờ nhàm chán với sự sức giàu của Chúa. Và đây là điều nguy hiểm vô cùng đó anh chị em. Và nhiều khi tôi thấy cái thái độ của anh chị em trong hội thánh của Chúa mà tôi buồn vô cùng. Khi nghe nói có một người được cứu, rồi sao? Chuyện người được cứu mắc mớ gì đến tôi? Nghe nói có một người được chữa lành, cãi họ chứ họ được chữa lành là chuyện họ được phước, còn tôi có liên hệ gì đến với tôi? Đâu là những ngày nhảy lên trong sự vui mừng khi nghe có một người được cứu, được trở lại với Chúa. Elise không, 10 năm đi với thầy, thấy bao nhiêu phép lạ, nhưng mà ông không thấy cái sự sức giàu mà thầy của mình có là cái chuyện đương nhiên. Là tiên tri của Chúa thì được Chúa ngài sức giàu, chuyện nó có liên hệ gì đến tôi không anh chị em? Ông không nhàm chán vì điều đó. Ông cũng không nhàm chán đối với sự học biết về Đức Chúa Trời. Ông cứ bám theo. Tại vì ông biết thầy của ông là cái người biết Chúa và kinh nghiệm Chúa, cho nên ông không để cho tiếng nói của những người khác trêu chọc và kéo ông ra khỏi cái vị trí là ông xích. Cứ bám theo thầy của mình để học. Ông cũng không thấy cái việc mình được làm học trò của thầy của mình là đủ rồi. Ông không thỏa mãn. Nhưng mà trong cơn khao khát, ông xin Chúa cho ông được gấp đôi. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có bao giờ đặt cái câu hỏi tại sao lời tường thuật này lại có trong Kinh Thánh của chúng ta không? Câu trả lời là bởi vì Chúa muốn chúng ta biết một điều. Sẽ cần thêm sự sức giàu của Đức Chúa Trời để thấy những nơi ẩn giấu trong trái tim của chúng ta được thay đổi. Thấy thành phố của chúng ta trải qua một cơn thức tỉnh tâm linh tuyệt vời. Để thấy con trai, con gái của chúng ta là những đứa quân nàng, vợ chồng chúng ta, anh chị em chúng ta được trở về với Chúa. Để thấy phép lạ của sự chữa lành và những dấu kỳ phép lạ cho những người không tin, để họ có thể kinh nghiệm được, để họ có thể tin Chúa. Để thấy ngọn lửa của Chúa Trời thiêu rụi, linh thăng muốn dục dục tham lam giận dữ đang hủy hoại rất là nhiều cuộc đời. Tôi cầu nguyện mà điều này nó không đúng. Nhưng mà sự thật thống kê cho chúng ta biết, có đến 75% những cơ đốc nhân đàn ông đang xem phim ảnh võ thể. Hả? Và trung
minh và sống cầu nguyện của một người ở trong tuần là 3 phút. Đâu là những giờ cầu nguyện chiến đấu? Đâu là những giờ ngọt ngào với Chúa trong sự cầu nguyện? Em nói, sức giàu tôi không cần sự sức giàu, tôi cũng sống mà. Sống rất dơ, rất dưỡng như một người sắp chết, không có sự sống của Chúa. Anh xem có biết điều tuyệt vời về yêu cầu của Elise không? Elise đã nhận được gấp đôi phần mà ông mong muốn. Tại sao? Vì Đức Chúa Trời đã mở cửa trời rộng. Nếu chúng ta muốn làm công việc của Chúa theo đường lối của Ngài, Ngài sẽ đồng đầy chúng ta. 3 lần Elise được thách thức để không đi xa hơn nữa. 3 lần Elise có cơ hội để bỏ cuộc. 3 lần Elise đã phải chọn quay về, đứng yên và không cần hết lòng đi theo ý của Chúa. Nhưng ông bởi sự khao khát, ông đã bám sát theo thầy của mình đến giây phút mà xe và ngựa lửa đến cách họ ra làm hai. Thầy của mình được cất lên, ông nhận được điều mà ông cầu xin. Từ số 2 là từ không ngoan. Elise đã làm gì trong câu 12 khi Eli được cất lên trời, để lại cái chiếc áo choàng? Câu 12 nói ông cầm lấy áo của mình xé làm hai mảnh. Tại sao? Elise nhìn thấy chiếc áo choàng từ nơi tiên tri Eli rơi xuống, thì ông lập tức xé cái áo của mình ra làm đôi và vứt bỏ. Tại sao Elise làm điều này? Và tại sao Chúa cho ghi lại điều này cho chúng ta? Bởi vì đây là thời điểm của một quyết định khôn ngoan của tiên tri Elise. Thời gian để cất cánh và cởi bỏ áo choàng của riêng mình để nhận được một chiếc áo choàng đã được rờ chạm đến bởi quyền năng thiên thượng đã đến. Thời gian để loại bỏ sự phụ thuộc vào chính mình để tiến đến việc phụ thuộc vào Đức Chúa Trời đã đến. Thời gian để tách mình ra khỏi bất cứ điều gì có thể cản trở sự tấn tới của tâm linh của mình đã đến. Đã đến lúc xé bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới để bước đi trong sự kêu gọi của Chúa và hoàn tất trọng trách Chúa Ngài giao cho. Chúng ta thử đặt câu hỏi, ngày nay một người đi nhà thờ bình thường sẽ làm gì khi áo choàng của Eli rơi từ xe và ngựa lửa của ông rớt xuống? Chắc chắn đa số sẽ lấy áo đó mặc lên trên bộ đồ mình đang mặc. Đây là hình ảnh của chúng ta có thể nhận những gì đến từ nơi Đức Chúa Trời, nhưng mà không khôn ngoan khi chúng ta vẫn để cái áo âu trược của chúng ta vẫn ở trên chúng ta, chỉ lấy hình thức của bên ngoài lấp đầy và che nó thôi. Chúa, chúng ta xé nó đi. Khi người mù được hỏi người muốn ta làm gì cho ngươi, ông lột cái áo đi xin ăn của ông, bỏ lại bọn chạy đến để nhận sự chữa lành từ nơi Chúa. Tiên tri Elise tại đây ông xé cái áo của ông vì ông muốn mặc lấy cái áo mới, là sự đáp lời của Đức Chúa Trời cho sự khao khát của ông. Anh chị em yêu dấu của tôi, hãy lột bỏ con người cũ, hãy xé bỏ những gì thuộc về cũ của chúng ta. Với một tinh thần đau khổ và ăn năn một cách sâu sắc, để nhận những gì Đức Chúa Trời Ngài làm cho đời sống của chúng ta, để thay đổi ngày mai của chúng ta. Người Mỹ có quy định nghĩa của một cái người bất bình thường là một người làm đi làm lại cùng một công việc mà đòi hỏi cái kết quả khác nhau. Nếu đến giờ phút này cuộc đời của chúng ta là như vậy, bởi vì chúng ta đi nhà thờ rồi về, đi nhà thờ rồi về, nghe giảng xong không làm gì hết, rồi chúng ta trở lại tuần sau chúng ta học tiếp, mà chúng ta đang ở cái chỗ này. Nếu chúng ta muốn thay đổi, anh chị em, chúng ta phải thay đổi. Muốn thấy kết quả khác, chúng ta phải thay đổi cái gì chúng ta đang làm. ABC từ đây ông xé cái áo cũ của ông, và bây giờ ông nhận được một cái chiếc áo. Và khi nãy thầy của mình cuộn nó lại đập xuống sông Giô-đanh rẽ ra, đáng để nhận cái áo này, để mặc cái áo này hơn là cái áo cũ của mình. Và giây phút đó Elise đã bày tỏ một sự khôn ngoan mà chúng ta cần học. Anh chị em yêu dấu của tôi, nếu chúng ta không thay đổi thì ở nhà chúng ta đó, trưa hôm nay đó, khi chúng ta trở về nhà, cái gì nó đã từng trói buộc, cái gì nó đã làm cho chúng ta mất cái lưỡi rìu của mình đó, mất cái nét sắc bén của mình đó, nó sẽ chờ chúng ta ở nhà. Những cái cũ kỹ nó sẽ chờ chúng ta ở nhà, trừ trường hợp chúng ta quyết định trong ngày hôm nay
xé bỏ, cởi bỏ áo cũ, cái áo nhơ nhớp của tội lỗi, cái áo của sự biến nhát ở trong đời sống tục linh của mình, cái áo của sự không vâng lời, cái áo của sự cứng lòng, cái áo của sự vô tính. Đừng lấy những sinh hoạt tôn giáo đầy quyền năng của Chúa đó để che đậy những cái gì mà chúng ta không chịu thay đổi ở bên trong. Đức Chúa Trời muốn chúng ta phơi bày xác thịt của chúng ta để chúng ta chạy đến với Ngài và nói: Chúa ơi, con đã mắc phải cái tội lỗi cũ tái diễn, con cần một đời sống mới trong Chúa. Chúa ơi, con đã chán ghét với việc phục vụ bằng chính năng lực của mình vì con mệt quá rồi. Chúa ơi, con chán với việc bị tội lỗi đánh bại và những điều mà Chúa đã chết để giải phóng con, để con được sự tự do. Nay bây giờ con trở lại với nó rồi. Chúa ơi, con mệt mỏi với những ngày sống chân trong chân ngoài trong niềm tin của con với Chúa. Chúa ơi, con cởi bỏ người cũ để nhường chỗ cho người mới. Tại sao đây là quyết định khôn ngoan anh chị em? Bởi vì cơ đốc nhân khôn ngoan biết rằng tội lỗi làm cạn kiệt sức sống thuộc linh của chúng ta. Và sau khi chúng ta lãng phí năng lượng của mình cho ham muốn, cho kiêu hãnh, cho giận dữ, cho lãng phí nhiều năng lực để sống ở trong tội lỗi rồi, thì chúng ta trở về lại mặc cảm tội lỗi và xấu hổ về tội lỗi của mình và hối hận về những điều mình đã làm. Cả hai đều rút tỉa, hút mất cái sức sống phước hạnh mà chúng ta đang có ở trong Chúa. Trong Ngôn chương 28 câu 13 chép: người nào giấu tội lỗi của mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó thì sẽ được thương xót. Ai giấu sẽ không được may mắn. Chỉ có may mắn là xưng một chút nữa ông mục sư cũng biết, lỡ lời một cái xưng một chút nữa anh em ở trong nhóm của mình biết. May mắn là xưng một chút. Chứ còn may mắn trong cuộc đời của mình như là được phước của Chúa đó, người giấu tội lỗi sẽ không bao giờ có. Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó thì sẽ được thương xót. Amen. Xưng tội không ích lợi gì nếu chúng ta không sẵn lòng từ bỏ nó. Anh chị em yêu dấu của tôi, đội của Golgotha chỉ bao phủ những gì chúng ta ăn năn một cách công khai. Mọi nghĩ xấu xa đều là tội lỗi trong giai đoạn phôi thai của nó, cho nên chúng ta cũng kiểm soát đời sống tư tưởng của chúng ta nữa. Gieo một tư tưởng sẽ gặt lấy một hành động, gieo một hành động nó sẽ dẫn đến một thói quen, và gieo nhiều thói quen xấu nó sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Người ta nói nếu bạn ngủ với chó, bạn sẽ thức dậy với những con bò chét ở trên thân thể của mình. Sống gần tội lỗi, tội lỗi sẽ dính vào trong cuộc đời của chúng ta, dẫn lửa gần rơm nó sẽ cháy. Bạn đừng nói cái này đồ thiệt nhé, lửa gần rơm vẫn cháy. Và nguyên tắc này nó làm muôn đời rồi. Lửa gần rơm cháy. Không có sự sắp xếp khéo léo nào của những quả trứng thúi mà có thể làm nên được một món trứng tráng ngon miệng được. Những con bướm đêm lai vãng với những ngọn nến đang cháy sẽ đốt cháy đôi cánh của chúng suốt đời. Nước tràn vào thuyền khiến thuyền bị chìm. Tôi càng chống cự tiếng kêu gọi của Chúa lâu bao nhiêu thì tôi càng khó nghe lại tiếng đó bấy nhiêu. Đó là lý do tôi khuyên anh chị em nhanh chóng, khi mình lỡ vấp phạm, chạy đến chân Chúa, ăn năn và xin Chúa tha thứ rồi đứng lên thay đổi cuộc đời của mình. Những người cứng lòng tiếp tục sống ở trong tội lỗi đó, chúng ta sẽ mất cái cơ hội để nghe tiếng phán của Chúa. Càng ở lâu trong tội lỗi chừng nào, chúng ta càng khó để nghe lại tiếng phán yêu thương mà chúng ta từng nghe một cách ngọt ngào khi chúng ta đọc lời của Chúa, khi chúng ta cầu nguyện. Ở một nơi không thuộc về mình càng lâu thì càng khó thoát ra chỗ đó. Chúng ta được Chúa ngày dựng nên để ở trong Ngài, chứ phải ở trong tội lỗi. Và đây là điều mà chúng ta cần nhớ. Chúng tôi đang hướng dẫn hội thánh của Chúa trong các buổi cầu nguyện và học kinh thánh tối thứ tư. Nguyên tắc này: kẻ địch ở trong lòng còn hơn một vạn kẻ địch ở ngoài chiến trường. Chúng ta phải thắng cuộc chiến ở bên trong này trước. Và khi chúng ta thắng, Chúa Trời Ngài sẽ ban chúng ta sức mạnh quyền năng để chúng ta dễ dàng để thắng cuộc chiến ở bên ngoài. Đừng lo đi đánh ở bên ngoài mà cuộc chiến ở bên trong này chúng ta chưa làm xong. Khi Giuse khóc với Chúa, tìm hiểu lý do tại sao
trong cái trận chiến này, dân sự của Chúa bị đánh bại và chết nhiều như vậy. Trong Giô-suê chương 7 câu 13 lời Chúa nói, các con không thể chống cự nổi kẻ thù mình cho đến khi các con loại bỏ các vật đáng diệt ấy. Cái tội mà người ta gọi là tội của A-can. Từ thứ ba, để có thể bước đi trong sự sức giàu của Chúa là đức tin. Câu hỏi là Elise đã làm gì sau khi Eli được cắt lành? Elise cần phải một mình trở lại sông Giô-đanh và đi làm công việc của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh có một cái chữ rất là hay tại đây mà tôi khuyến khích anh chị em chúng ta đọc lời của Chúa hay để ý. Khi tiên tri Eli được cất lên rồi, Elise đối diện với sông Giô-đanh như khi thầy của mình vẫn ở với mình. Bây giờ ông đã làm gì? Ông đã làm điều mà Eli đã làm. Cảm ơn Chúa. Bởi đức tin bây giờ, ông lấy cái áo đó, ông cuốn lại và ông đập xuống sông Giô-đanh như tiên tri Eli đã làm. Học, bây giờ hành. Người môn đồ là bản sao của thầy của mình, bản sao chép của thầy của mình. Một điều khác biệt. Và tại đây, ông làm để được Đức Chúa Trời lên tiếng xác nhận. Ông đập mà ông kêu lên, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Eli ở đâu? Nếu sông Giô-đanh không rẽ ra, ông biết rằng điều ông xin được thần của Chúa, của thầy đổ xuống trên mình gấp bội, không có. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời trả lời một cách rất là rõ ràng. Chúa đã rẽ nước để Eli đi qua sông, thầy xác nhận cho ông biết. Trong khi 50 ông kia đứng ở đằng xa nhìn, thấy rồi, thần của Eli đã đến trên Elise. Cảm ơn Chúa. Chúa đã rẽ nước để Elise qua sông. Một câu hỏi khác để chúng ta đi đến kết luận đó là tại sao Chúa làm điều này và ghi lại nó trong Kinh Thánh cho chúng ta? Để Chúa cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời của quá khứ cũng chính là Đức Chúa Trời của hiện tại. Để chúng ta thấy rằng quyền năng của Đức Chúa Trời không hề suy giảm theo thời gian. Để chúng ta thấy rằng đức tin vẫn lai chuyển Đức Chúa Trời đứng dời núi và rẽ nước. Để chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời vẫn chu cấp cho những ai muốn làm theo ý muốn của Ngài. Để chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời sẽ mở ra một con đường khi chúng ta thấy dường như không có một con đường nào. Cảm ơn Chúa. Eli đã nói gì khi nghe Elise xin được gấp đôi bội phần thần của Chúa đã ngự trên mình, đã giáng xuống trên mình? Ông nói rằng con xin một điều khó. Vì ông thừa biết rằng những gì Eli xin không ai có thể cho được trừ ra Đức Chúa Trời. Ông nói rằng đây là điều thật khó, vì Elise sẽ phải trả giá để sống đầy dạy Đức Thánh Linh mỗi ngày. Tôi thường nói xin sự sức giàu khó nhưng mà dễ, so với là giữ được sự sức giàu đó ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác, thập niên này sang thập niên khác, là một điều rất khó. Do rất dễ búa sắp xúc cán mà mình không có lo sửa chữa, lưỡi rìu của mình đã cùng lục rồi mà mình không mài nó lại. Bước đi với Chúa có thể trở nên nhàm chán. Hội thánh của Chúa có thể tổ chức khéo đến độ đẩy Đức Chúa Giê-xu ra khỏi hội thánh, đến độ Ngài phải gõ cửa. Các con ơi, này ta đứng ngoài cửa mà gõ Chúa, mà phải gõ cửa để xin được vào nhà của Ngài. Chuyện chúng ta nghe nó vô lý phải không em? Nhưng mà nó có. Vì chúng ta có thể tổ chức rất là khéo, chúng ta có thể rất là nhiều những công việc chúng ta làm, chúng ta đẩy Chúa ra ngoài cuộc đời của mình, sinh hoạt của hội thánh mà mình không biết. Có những hệ phái chúng ta thấy rằng họ bắt đầu với quyền năng của Chúa, nhưng bây giờ nói đến quyền năng của Chúa là họ giận. Có người còn nói chúng tôi không có cảm động những thứ đó. Khi con cái của Chúa xin phép được làm chứng về sự chữa lành, ở đây không được nói về chuyện này. Rất dễ. Xin Chúa thương xót. Chúng ta cần ước muốn rời khỏi nơi chúng ta đang ở để đeo đuổi với một sự khao khát mà Chúa đặt ở trong tâm lòng của chúng ta. Chúng ta cần sự khôn ngoan để trở nên triệt để và loại bỏ tất cả những gì ngăn trở Chúa tự do hành động trong đời sống của chúng ta. Đây là những điều chúng tôi kêu gọi anh chị em trong ngày hôm nay. Anh chị em ơi, cầu xin Đức Chúa Trời
ban gấp đôi sự sức giàu của Thánh Linh của Đức Chúa Trời trên đời sống của anh chị em. Đây là sự khao khát và yêu cầu của Elise. Đó là một sự khao khát tốt đẹp. Kêu gọi thứ hai, anh chị em yêu dấu của tôi, từ bỏ tội lỗi, những điều cản trở sự tiến bộ tâm linh của chúng ta, để Chúa có thể thương xót và ban phước. Eli bằng lòng cởi bỏ chiếc áo cũ, đó là sự khôn ngoan. Thứ ba là tin Đức Chúa Trời mở ra một con đường khi dường như không có con đường nào. Đó là đức tin của chúng ta. Ông đã bắt đầu với dòng sông Giô-đanh, rồi với một cái chén muối đổ xuống dòng nước. Dòng nước đã bị nhiễm độc. Một cái thành phố tốt đẹp là thành Jericho được xây dựng, nhưng mà cái nguồn nước cho thành Jericho đã bị nhiễm độc. Với một chén muối ông thả xuống và công bố sự chữa lành, thì nước đã được chữa lành. Khi một cái nồi canh mà học trò của tiên tri thấy một cái trái, thấy cái bộ ngon, hái về nấu một nồi canh, cái trái là trái độc. Tiên tri của Chúa rắc một ít bột vào, nồi canh được chữa lành. Thì đứa con của người đàn bà Sunem chết. Ông có thể làm một công việc bởi sự dẫn dắt của Chúa và với đức tin nơi Ngài, chuyện chưa bao giờ có ai làm. Ông thử điều thứ nhất, bảo đầy tớ của mình đem cây gậy của mình để trên mặt của đứa bé. Không có chuyện gì xảy ra. Ông căn dặn là đi đừng nói chuyện với ai, vì nói chuyện với người khác trên đường đi sẽ bị loãng mất cái sự sức giàu. Tập trung vào. Nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Ông không dừng lại từ đó, ông tiếp tục. Ông tiến đến và trong sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời bước vào trong căn phòng, đóng cửa lại. Đây là hình ảnh của đóng cửa lại để cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Rồi ông nằm ở trên thân thể của đứa bé, miệng với miệng của nó, mắt với mắt của nó. Cảm ơn Chúa. Bắt đầu thấy nó ấm. Lại xuống đi qua đi lại cầu nguyện tiếp. Trở lại nằm một lần nữa. Đứa nhỏ hắt hơi 7 lần rồi nó sống. Tất cả đều là công việc của đức tin. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có thể được Chúa nghe trang bị khi chúng ta gột rửa, cởi bỏ, xé bỏ cái chiếc áo hiện tại của việc tự mãn, tin cậy vào trong chính mình, thấy đủ rồi hay là nhàm chán với quyền năng của Chúa, và sẵn sàng để đón nhận chiếc áo choàng của sự sức giàu tươi mới. Và trong hình ảnh của bài học ngày hôm nay, xin Chúa nghe cho gấp đôi. Và ngày hôm nay, trong sự ban phước của Đức Chúa Giê-xu trong thời kỳ Tân Ước, chúng ta sẽ được điều đó, là điều chắc chắn, vì Chúa Giê-xu hứa, ai tin ta, quả thật ta nói cùng các ngươi, ai tin ta sẽ làm việc ta làm mà làm trỗi hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. Cảm ơn Chúa. Đừng ra về trong ngày lễ ngũ tuần này mà chúng ta chưa trở nên người ngũ tuần. Ta không nói là chúng ta sẽ sớm nhau thầy trò đi qua gia nhập vào hệ phái ngũ tuần, nhưng mà kinh nghiệm, cái kinh nghiệm ngũ tuần thần linh, gió thổi ào ào, có những cái lưỡi như lưỡi bằng lửa đậu trên đầu của mỗi người. Nhà truyền giáo Renhard Mankey cho một ý niệm này mà tôi ưng ý vô cùng, ghi khắc luôn trong lòng. Ngày hôm đó có 120 người trong phòng đó, thì Đức Chúa Trời có sẵn 120 cái lưỡi bằng lửa, mỗi cái đậu trên đầu của mỗi người. Không ai trong chúng ta tại đây mà không có phần Chúa dành cho chúng ta trong ngày hôm nay, trừ trường hợp chúng ta không khao khát, Chúa không áp đặt ở trên chúng ta. Chúa ban phước ở trong ơn của Ngài, và chúng ta kêu gọi trong thời giờ này. Nhưng chị em muốn thấy Chúa Ngài lại làm việc một cách tươi mới trên đời sống của chúng ta, hãy đến với Chúa trong thời gian này, để chúng ta bày tỏ lòng khao khát của chúng ta. Nếu ai nhớ sự hiện diện của Chúa và nhớ tiếng phán của Chúa, trước mình ngọt ngào, mình cầu nguyện, mình nghe được tiếng Chúa phán, bây giờ dường như trời đã đóng lại, lời cầu nguyện của mình không đi đến đâu. Nếu nhớ, hãy chạy đến với Chúa trong thời gian mình nói rằng là Chúa, xin cho con được lặp lại. Xin thần của Chúa đổ trên con gấp bội phần. Xin sự sức giàu của Chúa lại tươi mới trong đời sống của con. Trước đây con cầu nguyện bao nhiêu việc xảy ra, bây giờ con cầu nguyện không thấy việc gì xảy ra. Hãy chạy đến với Chúa. 10 năm đi theo thầy của mình, Elise không để chuyện điều đó làm nhàm chán với những gì mắt ông thấy thường đến độ phép lạ như là ăn cơm bữa của ông. Theo ông khao khát, ông sẽ tiếp tục và ông sẽ làm gấp đôi. Khi Chúa Ngài tiếp trợ, Ngài đông đầy, chúng ta sẽ làm. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước trên hội thánh, tràn đầy ơn của Chúa. Anh chị em phải ra về, Chúa ban phước trên anh chị em.
tôi xin gặp những ai khao khát. Chúng tôi sẽ cầu nguyện với anh chị em, chúng tôi sẽ gõ cửa thiên đàng với anh chị em. Xin Chúa lại sức dầu chúng ta một cách tươi mới trong ơn của Ngài. Và xin ngày lễ ngũ tuần của 2023 này sẽ là ngày Chúa trang bị cho chúng ta sự sức dầu của Chúa cho những việc mới Chúa toàn định làm qua hội thánh của Chúa và qua đời sống của chúng ta trong những ngày sắp đến. Hallelujah. Amen. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.